Các bạn đều biết là trong quá trình lựa chọn các dòng loa nghe nhạc thì hiện nay trên thị trường có rất nhiều các hãng của nhiều quốc gia khác nhau và làm cho những người chơi audio như chúng ta nhiều khi lúng túng. Ví dụ như chúng ta nói đến những dòng loa đến từ Mỹ thì Mỹ có rất nhiều các thương hiệu nổi tiếng và thành công trên thế giới, nhưng bao giờ và đầu tiên người ta vẫn nói đến JB. Các bạn biết điều đó rồi. Và nói đến những dòng loa của Anh Quốc thì có rất nhiều các thương hiệu, nhưng các bạn lại thấy thường chúng ta lại nói đến Tannoy. Và cũng như thế, khi chúng ta nói đến những dòng loa Nhật thì các bạn biết Nhật có hàng trăm hãng audio, nhưng bao giờ nói đến loa Nhật là người ta phải nói đến Pioneer là đầu tiên. Bởi vì ở Việt Nam chúng ta thông thường chúng ta nghe nhạc vàng là chính. Còn xu hướng hiện nay thì các bạn hay nghe rất nhiều các dòng nhạc du nhập, ví dụ như những dòng nhạc trẻ hip hop, rồi những dòng TikTok, rồi những dòng các bạn chơi theo kiểu techno, rồi disco, đấy, rồi ballad, vân vân. Thì các bạn thấy là xu hướng lớn thì cơ bản là chúng ta vẫn lựa chọn những dòng cho tiếng ấm, mềm, ngọt ngào và càng nghe càng thấy đằm thắm. Quý vị và các bạn đang đến với kênh YouTube của Cương Audio. Tất cả những yêu cầu về mua sắm và tư vấn phối ghép xin gọi điện hoặc nhắn tin theo một trong hai số trên tấm biển. Hiện nay các bạn có thể trực tiếp đến cơ sở của tôi ở Hà Nội để lựa chọn những sản phẩm nghe nhạc chuyên nghiệp hay những sản phẩm karaoke chuyên sâu. Những bạn có Facebook có thể dùng tính năng theo dõi để cập nhật các hoạt động của tôi trên Facebook có tên Hoàng Liên Cư Sĩ. Và anh em nào có nhu cầu sửa chữa các thiết bị audio có thể gọi điện cho kỹ thuật viên Quang Vị theo số điện thoại đang hiển thị phía dưới của màn hình. Các bạn biết là đối với hãng Pioneer của Nhật thì có rất nhiều các dòng sản phẩm, từ đầu CD cho đến lọc xì, rồi cho đến loa, rồi cho đến rất nhiều những các thiết bị phụ trợ khác. Nhưng các bạn thấy là đối với những dòng loa nghe nhạc thì các bạn thấy khi người ta sử dụng nghe băng cối, tức là nghe những thể loại thu âm trước 1975, thì các bạn chỉ cần nhìn vào những dòng lưới mắt cáo. Ví dụ bên tay phải tôi có những dòng Pioneer 77AFB, 88AFB và 99AFB. Rồi các bạn thấy những dòng E, tức là những dòng mắt cáo nhưng bắt đầu bằng chữ E, thì các bạn thấy đó là những dòng chúng ta sử dụng rất tốt cho việc nghe băng cối. Nhưng đối với những thể loại nhạc đòi hỏi sự đa dạng một chút, ví dụ như những thể loại thu âm sau 1975 bởi các trung tâm ở hải ngoại, hay những thể loại nhạc ở Việt Nam chúng ta bây giờ, thì các bạn thấy rất rõ có rất nhiều các dòng loa có thể đáp ứng được. Nhưng nghe bằng những cặp loa của Pioneer bao giờ cũng thế, có phong cách riêng, có thể nói là rất có phong cách trong việc tái tạo lại các giải âm mà các nhà thu âm đã gửi gắm vào trong từng bản hòa âm phối khí, đặc biệt là trong cái cách hát này, trong cách thể hiện một cái ca khúc của các ca sĩ. Thì các dòng loa của Pioneer bao giờ nó cũng dễ dàng chiếm được cái tình cảm của người nghe như chúng ta hơn. Các bạn thấy là có những dòng bát màng carbon, có những dòng bát giấy. Ví dụ như các bạn thấy là ở riêng cái model 180 thôi, thì các bạn thấy nó có 180 trơn và 180A. Thì thường được các bạn yêu thích hơn bởi vì nó sử dụng bát giấy cho tiếng ấm, rất là hợp với nghe nhạc vàng. Và những dòng bắt đầu từ các biến thể 180DR, rồi 1 la mã, 2 la mã, 3 la mã, thì các bạn thấy nó đã chuyển sang màng carbon. Thì đó là những dòng loa nó phục vụ cho những người thích cái cảm giác nghe tiếng bass mạnh mẽ hơn, uy lực hơn, và tiếng bass cuộn đi xa hơn. Thì các bạn thấy là như vậy. Còn có rất nhiều các model, kể cả những dòng 9000, rồi 9500, 9500DV, vân vân cũng vậy. Thì các bạn thân mến, ở video clip này tôi chỉ dành thời gian nói về một cấu hình trước mắt, và anh em vẫn nói là chân dài thì của đại gia và đùi to chân ngắn mới là vợ anh. Đấy, cách anh em hay ví von nói vui. Thế thì các bạn lại đang nhìn thấy một cấu hình trước mắt nó không hoàn toàn giống như vậy. Đây là một cặp loa có thể nói là một người đẹp chân dài, nhưng mà tất cả những người có thu nhập bình dân như anh em chúng ta đều dễ dàng sở hữu. Các bạn đang nhìn thấy trước mắt đó là cặp loa Pioneer CSA99. Đây là một cặp loa thiết kế 3 đường tiếng vốn rất quen thuộc với người Việt Nam chúng ta. Các bạn nhìn thấy cặp loa này sử dụng cấu trúc với một bát 30 màng giấy gân mút, một loa chung giấy và một loa chép họng kèn. Điều đó đã nói lên dụng ý của nhà sản xuất. Một là sử dụng vật liệu bát giấy và chung giấy sẽ đem đến cái sự ấm áp nồng nàn vốn có của vật liệu giấy mà những vật liệu khác dù rất đắt đỏ nhưng không có được. Tất nhiên trong quá trình sử dụng mỗi một loại vật liệu thì sẽ có một cái đặc trưng riêng, mà nó sẽ có một cái thế mạnh riêng mà vật liệu nó làm được nhưng vật liệu khác lại không làm được. Thì các bạn thấy điều đó là đương nhiên thôi. Thế các bạn nhìn thấy một chép kèn với họng nằm ngang.
chắc chắn đây là cái dụng ý muốn để sóng âm khi tỏa ra khỏi họng loa nó sẽ phát tác và nó hướng về hai bên, nó tỏa về hai bên, thì giúp cho các bạn chúng ta có thể đứng ở hai bên cạnh của loa ngoài thì chúng ta vẫn cảm nhận đầy đủ được sự chi tiết của giải cao cũng như các giải âm thanh mà cặp loa này có thể tái tạo được. Và một cái điều lý thú nữa thì những dòng Pioneer thì các bạn thấy thường là tiếng bass của nó tự nhiên xuống rất sâu. Các bạn thấy các dòng loa của Pioneer bao giờ bass tự nhiên xuống rất sâu và cái chép của nó cực kỳ mịn. Các bạn ạ, chép rất mịn. Cho nên các bạn dễ dàng sử dụng những dòng âm ly của chính Pioneer hay của các hãng khác để chúng ta phối. Nhưng trong quá trình chơi từ rất nhiều năm qua thì các bạn thấy gần như là nó trở thành một cái công thức, đó là chúng ta hay sử dụng các dòng âm ly của hãng Sansui để ghép với những cặp loa của Pioneer. Ví dụ như loa Pioneer 99AFB thì ta lại hay dùng âm ly Sansui 9090DB hay các dòng G. Hay ví dụ như các dòng 88AFB thì ta hay dùng các dòng 8080DB của Sansui để đánh. Và cứ như vậy nó như một cái công thức. Thế thì các bạn thấy là những dòng âm ly của Sansui trên thị trường hiện nay thì nó rất hợp với các loa của Pioneer. Và điều đó, hai cái hãng này sản xuất cái thiết bị nó rất là ăn ý và nó có duyên với nhau lắm. Chương trình này các bạn lại nhìn thấy tôi đang bày ra và giới thiệu với các bạn, đó là âm ly Sansui 661 vỏ gỗ có đài FM. Khi các bạn cắm điện mà nó sẽ sáng quắc cái màn hình lên, nhìn rất là đẹp mắt, mặt phay nhôm không bao giờ han gì. Các bạn nhớ là chất lượng của những sản phẩm đến từ Nhật nó là như vậy. Thì cặp loa này có giá 17 triệu đồng. Các bạn biết là trên thị trường hiện nay thì các bạn bán rất là nhiều mức giá, nhưng có những bạn ở miền Nam đã bán đến mức giá 21 triệu đồng những cặp loa đẹp như thế này. Nhưng các bạn thấy là tôi có 3 cặp và để cho các bạn giá chỉ 17 triệu đồng thôi. Và dám khẳng định các bạn những cặp loa đẹp như thế này ít khi chúng ta có cơ hội mua với mức giá như vậy. Còn chiếc âm ly Sansui 661, đây là một trong những dòng âm ly ngon bổ rẻ. Thì các bạn thấy nó có 661, 771, 881, rồi những dòng 2000X, 5000X, 5000A vân vân. Nhưng các bạn sẽ thấy là những dòng 661 nó sử dụng cái mạch thiết kế rất là đơn giản, cho nên các bạn sẽ tránh được tất cả những việc mà chúng ta gặp phải phiền phức, ví dụ như là nó hay trục trặc vân vân. Thì thường dòng 661 này nó rất là lành và giá của nó là 10 triệu 500 ngàn đồng. Tôi nhắc lại là giá 10 triệu 500 ngàn đồng. Và đầu CD Marzahn, đó là CD Marzahn 53, giải mã 24 bit, giá 6 triệu 500 ngàn đồng. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ quét qua một lượt để các bạn nhận ra sự chi tiết cũng như là cái sự đặc sắc của các thiết bị. Và tôi nói các bạn, đây là một trong những cấu hình ngon bùa rẻ đúng nghĩa của nó. Đây là CD Marzahn này của Nhật Bản này, nguồn điện 100, đó là model 53, các bạn biết rồi. Và ở phía dưới đó là Sansui 661. Thì những dòng như thế này các bạn thấy là thông thường ấy, nó hoạt động rất là trơn tru. Đấy, các bạn thấy volume của nó rất là nhẹ nhàng và nhạy. Vỏ gỗ màu vàng và giá chỉ 10 triệu 500 ngàn đồng thôi. Một chiếc âm ly đài của Sansui mà với mức giá như vậy thì các bạn ít khi chúng ta gặp được. Các bạn phải xác định và chúng ta phải hiểu là như vậy. Còn đối với tình trạng của cặp loa thì có lẽ không trình bày nhiều nữa. Nó nguyên bản. Đấy, nguyên bản từ nước dưa, tức là nước sơn ấy, ta nói vui là nước dưa. Đấy. Các bạn sẽ nhận thấy và nó có e-căng nữa. Thì e-căng tôi bỏ ra để tôi quay cho các bạn nhìn cho nó chi tiết. Cặp loa thì các bạn thấy đấy, tuyệt đẹp rồi, có lẽ cũng không phải trình bày nhiều. Và điều tôi muốn nói các bạn như thế này, chúng ta chơi audio thì nó có nhiều sự lựa chọn và cái túi tiền của mỗi người là cũng không giống nhau. Nhưng một điều chúng ta giống nhau ở một cái điểm chung, đó là chúng ta muốn hướng đến cái sự chuẩn mực của âm thanh. Nếu như các bạn nghe một cái bản nhạc mà nó thiếu đi cái sự trung thực trong giọng hát của ca sĩ, nó thiếu đi sự trung thực của cái cách hòa âm phối khí, các loại nhạc cụ nó méo mó, thì chắc chắn là đó không phải là thứ âm thanh chuẩn mực, mà các bạn sẽ nghe thấy âm thanh nó bóc tách ba giải rất rõ ràng các nhạc cụ, mà khi lên đến cao trào thì nó vẫn giữ vững được các giải âm và tiếng bass của nó mềm ngọt xuống sâu, nghe nó êm, nó như ru ngủ của ta, và cái lời ca sĩ nó phải ngọt ngào, nó đằm thắm đấy, nó hát rất là luyến láy rồi bằng rất nhiều các kỹ thuật nhả hơi rồi nhả âm làm sao đó để cho nó dễ nghe, và các bạn cũng cảm nhận được cả cái điều đó, cảm nhận được cả tài năng của ca sĩ. Và tiếng chép của nó thì bao giờ thấy nó phải mịn, mịn mảnh, mịn mảnh các bạn ạ. Thì các bạn sẽ nghe thì các bạn sẽ thấy rất là dễ ngủ, và một cái cấu hình trước mắt thì đảm bảo các bạn khi nghe nhạc vàng thì các bạn sẽ nhận ra một cái sự khác biệt khi chúng ta ghép các dòng âm ly của Sansui
với loa của Pioneer. Kể cả các bạn sử dụng những dòng âm ly Sansui mặt đen đều được. Và nhiều bạn lại đánh bằng Luman, thì các bạn thấy là đánh bằng Luman thì thường các âm ly của Luman nó thiên về độ trong sáng, vì triết lý của Luman là nó hướng đến cái giải âm trung thực và nó thường là sẽ hơi non bass, cho nên là cách phối với các dòng âm ly của Luman đòi hỏi rất nhiều các kỹ thuật khác nữa. Nhưng thông thường để dễ dàng phối ghép thành công và ai cũng chỉnh, cũng hiểu, cũng nghe được, thì cha ông chúng ta qua nhiều thế hệ vẫn nói với nhau là ghép bằng Sansui. Các bạn thân mến, trên đây là một vài điều mà tôi muốn tâm sự chia sẻ và tiếp thị đến các bạn một cấu hình, đó là cặp loa Pioneer CSA99 Bass 30 của Nhật tuyệt đẹp, giá 17 triệu đồng. Giá tôi báo tất cả các thiết bị đều không mặc cả, không trả giá, không gồm cước vận chuyển, bởi vì đó là mức giá cạnh tranh. Âm ly Sansui 661 có giá 10 triệu 500 ngàn đồng và đầu CD Mazan 53 có giá 6 triệu 500 ngàn đồng. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, tạm biệt.